Hiện nay hầu hết các nhà thuốc trên thị trường đều đang bán cồn y tế 90 độ vì mức độ sát khuẩn không cao bằng người anh em cồn 70 độ. Mà điều Nguyên băn khoăn là phải pha như thế nào để độ cồn ở tầm khoảng 70-75 là đảm bảo cho việc sát khuẩn. Với những kiến thức mà Nguyên đã học qua thì Nguyên xin chia sẻ công thức tự làm nước rửa tay khô của Nguyên cho mọi người. Đầu tiên, các nguyên liệu các bạn cần phải có. Thứ nhất, một chai cồn y tế 90 độ. Các bạn nhớ kiểm tra thành phần là ethanol mới mua nha, và nên mua ở các cửa hiệu y tế uy tín. 2. Glycerin. Chất này tạo độ ẩm cho da, các bạn có thể mua ở các cửa hiệu hóa chất uy tín. 3. Dầu dưỡng dùng cho da. Các bạn có thể dùng dầu dừa, dầu ô liu, dầu thầu dầu, dầu cám gạo, vân vân. Và với chai này, Nguyên kết hợp dầu dừa, dầu thầu dầu và dầu cám gạo với tỷ lệ 1:1. 4. Tinh dầu có chất sát khuẩn như bạc hà, đinh hương, tràm, quế, vân vân. Ngoài ra còn có các dụng cụ đông như là cốc đông, dụng cụ hút có mã vạch ml. Rồi, ok, bây giờ mình vào các bước thực hiện như sau. Đầu tiên, các bạn đổ 60ml cồn y tế 90 vào cốc đông. Tiếp theo, các bạn thêm 5ml glycerin vào. Và đối với các bạn có da tay khô thì có thể tăng lên 7 hoặc 10, nhưng mà coi chừng da tay bị rít đó. Với lại là đã tăng lên glycerin thì nên giảm đi lượng dầu dưỡng đưa vào sau này. Bước thứ 3, các bạn thêm 12ml dầu dưỡng vào. Thứ tư, chúng ta thêm vài giọt tinh dầu bạc hà, hoặc là có thể thay bằng các tinh dầu mà bạn thích vậy. Đây là bước cuối cùng này, trộn lại thật đều nhé và đổ lại vào chai cồn. Phần còn lại bạn đổ vào chai khác để dành sử dụng. Rồi, vậy thì việc pha từ cồn 90 độ thành cồn 70 độ với các chất dưỡng da tay để giúp cho vừa đảm bảo độ cồn và giúp cho da tay của bạn không bị khô trong quá trình sử dụng. Đã xong rồi đó. Nếu có bất kỳ ý kiến phản hồi nào về công thức này thì các bạn cứ nhắn cho Nguyên biết nha. Nguyên cảm ơn.